Xin chào tất cả các bạn nhá. Hiện tại thì hai vợ chồng đây là 5 chục thùng rồi. Nó thùng ở dưới nội uống hết rồi. Hiện tại thì vợ chồng tôi là đang có mặt tại nhà thờ tổ. Và wow. Anh mà còn 5 thùng anh không phải là anh của em luôn. Chi tổng họ Bùi hết luôn à? Hết rồi. Nhưng mà bia ngon không? Thầy lắm. Thầy. À, hôm nay là mình ship lô bia Chita 50 thùng người đến để làm đại tiệc gọi là ở chi tộc họ Mai Bùi. Mai muốn làm bao nhiêu mâm đấy Tâm? Em cũng chưa rõ đấy. À thế thì thoải mái. Ui bia này các cụ mỗi người loang này tay các cụ. Đấy, lấy cái Chita thôi. Bia này mạnh lắm. Bia này lực nó mạnh. Mạnh lắm. Đâu, bi đâu này, khách lên. Lao động là vinh quang, khẩn trương. Bên vào. Hổ đâu? Hổ ơi. Này. Con này chơi đi. Hổ bên vào đi. Nào. Đấy, này khỏe thật đấy, được. Cho anh em bê là anh em mình là đi quay vòng. Đi. Cho anh tranh thủ trong khi chờ đợi đây mình phải đi view từ ngoài vào anh em nhá. Đi. Đi. Nào. Cái này là chưa có lan can chứ không phải là bây giờ chưa có tiền lắm đâu kiểu. À. Cẩn thận đây, lộn cổ đây nhá. Cẩn thận ông lại ngã đây. Đây à. Anh em mình sẽ quay một phát ra từ tổng quan ở đây. Đấy. Kia đường gì kia? Bên này đường chính, bên dưới mặt đây là có mặt nữa là đường chính. Thế là mình chỗ này có lô mình ở 3 mặt tiền à? 4 mặt. 4 mặt tiền luôn. Quanh xung quanh đây là mặt tiền hết. À. 4 mặt tiền. Đây. Kia là đường kia là đường. Đường kia đi đâu đấy? Đường kia lên tỉnh đấy. Nhưng mà xe đường ô tô xe máy có đi được không? Cái gì xe ô tô xe máy đi được? Đường lên tỉnh đi Văn Yên đấy. À đi Văn Yên nha. Đường quốc lộ chính này. Đây kia ngã tư của mình. À. Từ cái ngã tư cái ra tít ở kia khoảng độ 100m nữa là đất của anh Tất. À. Tức là từ đây ra đấy 150m là. À cái quả này là vừa rồi ấy đây đúng không? Đấu giá mấy chục lô ấy đúng không? Đúng rồi, 27 lô. 27 lô. Tức là 3000m phun thổ cư. Trước cửa đây là một cây đào. Đào này đáng nhẽ là nó Sapa chuyển về thì có thằng em ở trên đấy nó mà tặng ấy thì nó sẽ đẹp hơn. À. Còn cây này là nó không tặng. Cây này rất là đẹp nó rồi. Nó tặng có một cây ở dưới Hà Nội thôi. À. Thế là cây này rồi. Nó đào ở quê. À quê. Thế nếu mà nó được cái cây đào mốc ở Sapa và cây ở đây thì nó cũng rất là đẹp. Rồi. Cái cổng này thì chưa có tiền làm cánh. À có nghĩa là chỉ làm cổng thôi. Không. Chưa có tiền giả nên là người ta chưa làm cánh. À. Nhưng mà gỗ này là gỗ gì đây? Gỗ này là gỗ lìa rừng. À cái này giống gỗ cái này giống bê tông nhỉ? Bê tông cái gỗ này bê tông à? Gặp gì này? Đâu thử ra mà. Gỗ không, không phải bê tông đâu. Gỗ mà nó có vân này. Gỗ đấy. Gỗ. Ôi ôi. Cái này cũng định trồng tùng nhưng mà chưa có tiền. Bộ à. Cái thằng tùng hôm trước anh ấy đâu? À cái thằng lừa đảo nó làm gì đây? Ôi giời ơi. Tùng chưa có tiền mua. Còn cá chưa có tiền thả. À. Đây để hôm nào bố trí ít ra cá thần ở đây. Đây là bên này là một cái cẩn thận nha ngã này con nhé. Đây em gái ơi. Anh còn chưa có tiền sơn tường cái này. À. Anh đang vất khổ đấy. Bây giờ là kiểu đấy, đá nếu mà có cái cây đào mốc ở Sapa nó ở đây thì nó rất là đẹp. Đỉnh luôn đấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ người ta lại cho cái cây này thì nó cũng được, cái này cũng được. Có cái cây bưởi cái gì đẹp hơn kìa. Ừ, nhưng mà đây siêu xe đây. À, Mark Lauren. Chúng chỉ để chở thịt trâu chứ cũng là cũng chỉ để là ship trâu gác bếp thôi anh em ạ. À. Mua cái mang cái này về đi. Đây. Em gái ơi nhìn cái cây bưởi của anh được không? À. Ôi. Đi đến cây bưởi này mà mùi thơm ngào ngạt. Thơm lắm. Cây bưởi này 100% là quả, không phải là quả giả mà là quả ghép. Quả ghép đây nào. Người ta bảo là quả này là quả thật rồi. Người ta là cam kết là quả này không ghép mà là quả thật. Nhưng mà anh bảo là chắc là người ta nói là nói phét ấy, chắc là ghép ấy. Quả thật đấy anh ạ. Thật chứ. Người ta cam kết quả thật nhưng mà mình ôi ôi ở trong này mới to này. Cô này đây. Cô này cậu Hải. Đây là đang chiều nên là chưa có tiền. Cô này là tủ bếp. À. Và nhà ăn thì cũng chưa có tiền lắp tủ bếp nên là Dũng này nó chưa lắp. Mai lắp anh. Mai bắt đầu chuyển lên lắp rồi. À. Tủ bếp là tủ rượu, anh yên tâm. Đợt này anh mình chưa có tiền. Quá nhỉ.
thiếu nhiều thứ. Tả ngày tết đang bảo chứ có tiện gì nó phải chợ gì mày này. Em quên. Còn đây là phòng tân hôn của hai vợ chồng. À. Đấy. À, chào các người đẹp nhá. Ôi dồi ôi, mỹ nhân đã nằm la liệt ở trong rồi. Ôi ôi, trần này là sẽ thiếp vàng hết nhưng mà nó chưa xong. Trước nay mình nghĩ là cái bộ của Phạm Dũng nó đã to rồi, nhưng mà thực sự là bộ này đúng là to hơn bộ Phạm Dũng luôn. Nha. Bộ này ở trên đất nước Việt Nam mà có bộ nào to bộ này là anh tặng em luôn. À. Nó còn có một cái bộ dưới nó kề này, cái kỷ, cái gì? À, cái để chân, để chân. Nhưng mà cái bộ này là size bao nhiêu anh? Vanh bao nhiêu? Anh đặt thì là 35 nhưng nó nằm nhầm 39. À. To quá. Đây bây giờ đi. Mà cái này gọi là gỗ gì? Cái này gỗ lìa rừng. Gỗ lìa rừng. Gỗ lìa rừng. Bộ đàm, bộ đàm. Không, nếu mà chính ra kê nó phải rộng ra ngoài mét nữa. À. Về cậu nhìn đây, đây. Hai cái đầu ấy đã là vào trong cái này. À. Cái đầu ấy nó phải ra ngoài này. Đó thì nó phải rộng ra mét nữa. À. Tức là cái bộ này phòng phải là 180m² vừa cái phòng. Thế sao không đẩy cái này sinh ra? Nhưng mà đẩy ra nữa thì bây giờ là chưa xong. À. Đi, lên tầng trên, tầng trên. À, lên tầng trên. Đây, mời anh em lên trên đi. Không có thang máy à? À, cái này là cao quá nên nó thang máy người ta không dám nắp. Tuyến ơi. Em Tuyến ơi. Đây. Đi lên trên. Vợ mày đây. Nó mới tài trợ chứ giờ. Có. Đến đâu ấy? Tuyến đang lên rồi. Em gái ơi. Đây là cái này là nắp lan can bằng gỗ. À. Nhưng mà cũng chưa có tiền. Chưa có tiền lắm. Nhưng mà thằng nào thiết kế cái quả này? Cái này nan can gỗ chưa có tiền. Đợt này em bảo cái xe ngã nhỉ? Khá nhiều đấy. Chưa có tiền. Mà bạn, chú chưa có tiền luôn. Ôi ôi, nhà thờ to thế. Đây, cái này, cái cửa này chiều ngay tới em mới nắp. À, đây nhà không, nhà thì làm cái nhà rất to nhưng mà chưa có tiền lắp cửa nên lắp tạm cái ga tầng lên. Nó đẹp rồi đấy. Ừ. Đấy nó mới chất đấy em. À. Đây, bỏ dây dép vào ngoài nhá. Ây xà xà, toàn bộ đây là dát vàng hết này. Đấy. À. Khu này là còn thiếu cuốn thư bên này những cái gì nữa. Kiểu nhà thờ của mình cao quá to quá là người ta chưa có sẵn. Là phải đặt tết xong. Đấy. Đây là cái bình bằng mạ vàng luôn. Và này là 4 số 9 này anh, hay 4 số 8. Cái này cũng không biết luôn. Ừ. Thì như vàng. Đấy, tất cả đồ thờ này là... Em gái nhìn anh set up được không? Được. Ở trên cùng là thờ Phật. Xong dưới là ra tiền, bà cô Mạnh. Bây giờ ông đây, ông nội ông bên này đây đúng không? Đấy. Như này còn gì? Ông phụ đội trì và anh em con là ông làm ăn không, phát tài. Ông ngày xưa chưa biết anh, không biết anh nô. Ông nội ngày xưa là quân đội. À. Bà nội thì ngày xưa là giáo viên nhưng mà nghỉ sớm. Bà bảo là lao động trí óc không bằng lao động chân tay. À, cái này là cuột 3 năm. Và nó cũng ngoại cỡ một tí mà nó cũng cao một tí nên là nó rất là phức tạp. Ồ, nhờ. Thế anh ở dưới kia thì phải có một người đây khó hàng ngày. Ừ, có chú. Bà đây. Bà bây giờ... Bà chắc thì còn lên chơi chứ. Không, bà phải ở đây. Bà đây là đây. Cũng bức tranh đục luôn này. Đẹp chưa? Đẹp quá. Đây là đục bằng tay hết đấy, không có đục máy đâu. Đúng rồi. Đục máy nó không đục sâu được như này. Đục bằng tay. Nhà này làm kỹ lắm. Tức là nếu vào nhà thì để nhà thờ thì làm rất là kỹ. Mà những người thì có nhiều người ta chỉ làm 3 gian thôi. À. Nhưng nhà mình là làm 5 gian luôn. À. Tất cả mọi chi tiết là làm rất là kỹ luôn. Đó. Này, dày lắm này. À. Này, dày này mà. Mọi chi tiết là nó làm dày, cực kỳ dày luôn. Làm ở chỗ này anh mới thi công, khởi công mất bao nhiêu lâu nhỉ? Cái này thực ra là tiền, tiến độ nó thuộc vào, phụ thuộc vào kinh tế thôi. Ừ. Mình làm nhanh thì bây giờ nó cho 100 người làm, mình làm chậm nó cho 50 người làm, mà chậm nữa cho 20 người làm. Ừ. Chứ mỗi người cùng chúng làm. Quan trọng là cứ đếm thật nhanh là... Thế là phải có bác Hồ dẫn đường. Ừ. Tức là mẹ nhỉ? Đấy, mẹ 71 rồi. Đấy. Nhưng mẹ... Bà thì... vui không bà? Bà thấy con báo hiếu làm cái nhà này được không bà? Vâng. Vâng. Mẹ thì bên năm nay 71 tuổi. Vâng. 71 thì nghỉ rồi. Ừ.
Còn năm 70 thì mẹ thì chiều nào cũng điện thoại quay ngang. Vì là đây là chưa xong nên là tiện là anh Huấn làm dỗ bố thì lên thôi, chỉ còn mấy anh em thân về thôi. Không phải chưa thôi. Bây giờ cuối năm là, rồi. Không phải là anh ấy làm cuối năm rồi thì nhà này chắc là sau Tết 2 tháng là làm xong hoàn thiện 100%. Thì là khánh thành. Mình sẽ khánh thành, mình sẽ mời anh em để khoe chứ không phải để kiếm phong bì. Còn mai là ngày dỗ bố. Thì tức là ông già mất rồi, ngày dỗ bố thì là anh em nào biết mà rảnh rỗi thì đến thăm thắp hương cho ông. Còn bây giờ mà mời thì anh em nào người ta lễ người ta cũng phải đi ấy. Nhưng mà bây giờ cuối năm rồi, ngày Tết nhất năm nào cũng khánh thành. Khánh thành. Thế nên anh em nào người ta rảnh rỗi như vợ chồng Hải thì nó không có đi đâu nhưng mà nó kiểu cố ấy. To thật đấy nhỉ, đẹp rồi. Đất đằng sau của anh hết kìa. Từ bãi ngô này ra là mua trước, còn từ bãi ngô ra kích tận cái cột điện đằng kia ra mua sau. Từ đấy là tận đằng cột điện đằng kia. Bên đấy còn 17 nô mà. À còn 11, à 16, à 15. Bên đây 11, bên đây 15, 27 nô. Anh trồng mấy cây ăn quả kìa. À, nhưng mà vào đây để ê, vẫn còn đang tí nữa em gái nên xem nên chùa thầy quay lại thầy tí. Vâng. Bởi vì là ngày xưa mình chưa thành công, mình chưa dám nhận thầy là ruột thịt. Bây giờ thì ok rồi thầy ơi. Bây giờ em ngồi đây, hai anh em mình gần một tạ ngồi thử cái ghế này này. Đây là hai anh em mình ngồi tại hơn gần tại mà ngồi cái ghế không thấm ở đâu. Hai cái này một cái ghế này hai người ngồi nó cũng gọi là vừa đủ. Không ở trên. Nhưng mà hôm nay có vẻ là chưa đây vừa sạc sao mà mồm toàn mùi hồng sương chín ấy. Sạc từ sáng rồi. Về quê sạc từ sáng. Về quê các bạn ạ. Giống như mình về quê thôi. Dã cả ngày luôn, khan cả tiếng luôn. Nhưng mà bộ bàn ghế này tuyệt vời. Phải nói là đẹp. Đưa các bạn đi ngắm bộ bàn ghế tiêm. Cái này là tích gì đây? Cái này phải cái kính 2 phân. Mà thiếu kính anh ạ. Chưa có. Có ra kính. Không à. Có chuyện ngủ uống nước chè nữa bám vào đây là rất là bẩn. Hả? Đúng rồi. Nhà cầu kê cái này không hợp. Hả? Gì? Nhà cầu kê cái này nó không hợp. À không, nhà em nó không. Nhà em làm cái bừa cái này. Bộ này nhà em không bừa. Nhà cậu là theo cái phong cách hiện đại. Nhưng mà bộ này đỉnh đấy. Nhưng mà gỗ này hình như là khác gỗ nhà Phạm Dũng sao ấy nhỉ? Bộ Phạm Dũng thì nó bé. Ừ, em mới làm bé hơn. Chắc cả nhà em cũng không thể ok bộ to được. Bộ to này không phải thợ nào dám nhận đâu. Đúng rồi. Nó quá sức, máy móc nó cũng quá nên làm cái gì phải là thủ công. Dạ. Thank you.
À, đấy thì mọi người cũng biết rồi. Tại sao mà mình với Hải cứ thân nhau, bởi vì nó cùng họ. Cùng họ tức là phải cùng anh em. Đây là hôm nay là hôm nay là em gái đến quê cùng... Yên Bái của anh Huấn thì có qua chùa Đại An vào đây để cầu cầu phúc, cầu bình an à. Hạnh phúc bình an một năm mới an khang thịnh vượng và bán được đây là nhiều đồ các bác ạ. Em gái ơi, dạ. Ngôi chùa tuyệt vời không? Đây là hoàn toàn đây là cái nút giao Văn Yên này, nút giao cao tốc này. Để đi nếu mà đi từ trên Lào Cai về là xuống đến nút giao Văn Yên. À, nút giao Văn Yên là về thẳng được cái về thẳng chùa này luôn à? Đấy, bà con đây bán nhiều quất này. Cái này là mấy trăm mét mặt đường. Mấy trăm mét mặt đường. Nhưng mà nếu mà vào đây có những cái câu chuyện Tuyên thì là em gái của anh thì nó rất là dễ hiểu. Còn có những cái câu chuyện ở đây thì chắc là Hải có khi Hải là không nghĩ đến đâu. Dạ. Hải chắc là không nghĩ đến nè. Nhưng mà ở đây sau này thành khu check-in đẹp này. Để bà con thấy đẹp thì check in. Bưởi Đoan Hùng là thầy cũng mang từ Đoan Hùng về trồng. Nó có quả luôn. Quả kia ngon lắm mày kìa. Quả. Nó là bất trộm được quả kia. Ăn chào thầy. Thầy. Chào thầy ạ. Đấy. Thầy ơi, anh em chúng con đi tham quan chùa. À, thực ra là nói là công đức thì không đúng. Hôm nay là bởi vì công đức thì hôm nay là vợ chồng anh là có lãng hoa để cúng vào chùa. Nhưng mà nói là cúng vào chùa nhưng mà chùa thầy là trụ trì. Mà thầy với anh thì lại cùng bố cùng mẹ. Cùng ông nội cùng bà nội. Là gì ạ? Ý là thầy với cả anh Huấn là cùng bố cùng mẹ. Cùng bố cùng mẹ là thầy thứ hai, anh là út. Thầy là cả là con cả. Đấy, không nhìn thấy hai mặt à? Mọi người nhìn thấy mặt. Chưa như đúng. Nhưng ngày xưa thì Hải hiểu chưa? Ngày xưa thì anh còn nghịch ngợm chơi bời, chưa tu trí làm ăn, cũng không dám nhận thầy chùa, sợ ảnh hưởng đến thầy. Không dám nhận là mình là em của thầy chùa, toàn phải giấu. Nhưng mà bây giờ thì mình tự tin là mình. Sau khi mà tu nhân tích đức là quay về rồi là. Đấy. Cũng ấy nhận. Nhưng mà vợ chồng em này. Đây là phải giới thiệu qua nhá. Dạ. Đây là lãng hoa này, là hôm nay là thầy ơi, vợ chồng con là vợ chồng con là dâng lên Phật lãng hoa này, thầy có thấy ưng không? Đẹp, đẹp, đẹp như thầy luôn thầy nhỉ. Lãng hoa cây. Dạ. Nhưng mà kiểu có cái bánh xe với là làm trên một cái kệ này mình đi đâu để đẩy. Mình đẩy đi. Nó nặng quá. Nó nặng quá. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Dâng hoa lên Phật thì phải đẹp rồi. Anh nhưng mà em thắc mắc cái này, sao lại có cái nhà sàn ở đây? À, nhà sàn này thì để thầy kể đi. Chưa. Thầy kể sự tích. Cái nhà sàn này nghĩa là lúc các thầy bắt đầu về đây để ở cái huyện này ấy thì nó vùng cao nên là dạ. Cách đây 9 năm là chưa có chùa. Dạ. Thì khi mà các thầy về là mới lúc đấy con phải đi mượn thuê khách sạn để ra mắt. Ban ban nhị sự xong bắt đầu là mới xin chủ trương của tỉnh để xây dựng. Thì cái chùa này là dựa vào di tích đền Đại An đằng sau. Thì lúc đó về là các thầy phải mua từ thước đất đầu tiên. Thế thì sau đó là do không có điều kiện nên là xây làm tạm cái nhà sàn này trên thờ Phật. Ở dưới là tiếp khách. Xong lai ra mấy gian là thầy ở. Đấy, các thầy với các Phật tử là ở. Ngày xưa là đầu tiên là thầy ngày xưa là trên thờ Phật dưới là trên thì thờ Phật dưới là tiếp khách. Ngôi chùa này đây cái di tích đây là ngày xưa là đền Đại An ở đây kia. Cái ngọn cây đằng kia trong cái quá trình nó bao nhiêu năm rồi thì thầy hoàn thiện được đẹp như này ạ? À? Thầy về Yên Bái thì cuối năm 13. Dạ. Nhưng mà lên trên này thì 14 mới ra mắt ban trị sự. Dạ. Và 15 thì thầy mới làm quy hoạch thì cuối 15. Thì sang được năm. Tầm gần chục năm. Đấy, thì sang bắt đầu là cuối năm 15 âm thầy mới bắt đầu xây dựng chùa. Dạ. Và đó thì do mua đất cũng phải là một quá trình rất là dài. Dạ. 10 năm. Thầy một lúc còn ở chùa dưới Yên Bái đấy cơ. Nam Cường thầy cũng xây. Thầy cũng ngày xưa ở đấy dưới ngập lụt là thầy xây lên trên cao. Đấy. Ở trong này cảnh đẹp nên là các cháu các em đi check in nhiều nha. Check in. Đẹp quá. Khu này bây giờ tổng diện tích là thầy mua dần dần đất bây giờ được bao nhiêu hát rồi thầy nhỉ? Rơi vào 2H3. 2H3 hả? 2H3 là thầy mới làm được nửa bên này thôi, còn từ đây ra bờ sông là chưa làm, chưa kinh phí. Năm vừa rồi là cố gắng cây mượn mua được hết đất.
Nhưng mà thầy ơi, cái này là mình có phải thuê thiết kế không hay là mình tự nghĩ là mình làm mà nó có không ra nó đẹp không? Là mình cũng có nhưng mà cầm cái con cái mic. Lúc đầu ấy thì là mình không có điều kiện nên là hầu như là thầy tự tự đưa ra ý tưởng. Và xong rồi cấp phép là chỉ đủ điều kiện để cấp phép thôi, còn là mình không thuê bản vẽ chi tiết. Vâng. À, đây này, thầy còn nghĩ là cắm cả một thuyền hoa chuối luôn. Thuyền hoa chuối nó là đại diện cho vùng cao. Ở cái hoa chuối này là lấy ở trong xã Lạ Hầu đấy. Lạ Hầu Văn Yên. Nhưng mà hoa chuối này là chơi rất là bền luôn. Chơi bền mà nó đỏ nó cũng đẹp. Đấy, mùa sen thì là trồng sen cúng Phật. Mùa này thì là thuyền hoa chuối. Đấy. Cái này đang sửa điện, đang lắp điện thì không thể cắm điện vào là đẹp. Dạ. Cái kia thác nước tối đẹp lắm. Tối hôm qua bên trung tâm truyền thông của huyện họ sang họ lấy thông tin, lấy dữ liệu cũng đẹp. Cái này nếu mà cắm điện vào nó chạy. Cái view cao đẹp lắm phải ạ? Em Hải ơi. Bây giờ con muốn lên trên ạ. À vâng. Vậy ạ. Ui, bây giờ thầy ở phòng đầu thứ hai. Đây, thầy ở phòng đầu đây. Đấy còn... những cái cảnh quan xung quanh này nó đẹp. Mình đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà đây là một trong những cái nơi rất là đẹp. Cái bưởi bị héo rồi thầy ơi. Cái bưởi mới chuyển nên là nó bưởi chùa chuyển vào đấy. Nên là không chết. Mà nó hơi nắng nên là nó hơi chột. Bình thường nó không nắng là nó tươi nguyên đấy. Nắng là nó hơi chột một chút. Đấy. Mẹ ngày xưa đây ở trên này ở phòng nào thằng Nhật? Mẹ ở phòng đằng đây. Đấy, thầy ngày xưa ở phòng đây. Cái dãy nhà đây. Ngày xưa Trà cũng ở đây cùng thầy luôn. Trà Thảo. Trà Thảo. Trà Thảo nhưng mà ở chùa dưới nhiều hơn. Thầy nuôi dưỡng là dưới. Thế ngày xưa là anh mãi đi công tác. Đây chú cắm quay cái cảnh dưới này đẹp này, cảnh sân chùa này. Dạ. Đấy, quay cái cảnh sân chùa bên dưới này đẹp này. Đấy. Dạ. Đẹp không? Quá đẹp nhỉ. Quá đẹp. Thầy mới làm hết một lửa. Tối mới đẹp. Mới làm được một lửa. Dạ. Đấy, những cái đồi thì hai bên còn ở giữa thì để cho nó thoáng một chút. Nên là giữa thì đang để hơi thoáng. Nên đang thêm những cái bồn hoa bồn hiếc mà Tết bắt đầu chưa kịp. Vâng, nên chưa đủ lắm. Nhà thờ họ thứ hai là thầy. Hả? Con phải cố gắng con nhà thờ họ thứ hai, con phải làm to bằng chùa của thầy luôn. Ôi giời ơi, làm thờ nhà thờ thế là đẹp rồi. Thế là đẹp rồi. Làm đỉnh cao đấy. Làm to nữa là các cụ không đủ phúc đâu. Chúng coi rồi thầy. Hả? Chúng coi rồi thầy. Ôi chết rồi, chưa ai bật điện thờ lên. Làm to quá thì này ấy. Bên kia là người ta xây cái gì vậy? Ui trời, mấy ông kê này. Bên kia nó là cái khu dạng như là khu trung tâm thương mại với này dân cư. Ôm lon nha các bạn nha. Ôm lon. Bi ôm hả? Bi ôm. Tối nay chúng ta đi bi ôm. Này cho này lên. Tối nay là ông ngoại là con đưa ba đi bi ôm. À. Cái món ôm lon là ôm. Ba. Ôm lon. Ôm lon. Ba là ok rồi đấy. Gật rồi đấy. Thôi mời con mời ba nha, mời tất cả mọi người nha. Hôm nay mời cả nhà đây. Dùng bữa cơm. Linh ơi! Linh ơi! Cả nhà mình vô cái nào? Cả nhà mình vô một cái đi! 1 2 2 3
rượu, 2, 3, uống. Uống bao nhiêu? Hết. hết nha, tôi đổ hết nha. Hết luôn. Em xem đồ tàu trên đấy nhá. Hôm nay này lại bị mưa nhỏ, không ngồi dưới sân. Đứa nào mà không hết tài liệu thần hồn nhá. Chưa hết liệu. Ba chưa hết ba. Ba chưa hết rồi. Liệu ngon quá. Wow, à, hết rồi ạ. Hết, hết đi em. Hết rồi. Còn một cái trà chưa hết này, trà còn nguyên. Trà. Tiền ngon nhỉ. Dạ, cảm ơn. Ngon đúng không? Hợp để cái em mở ra một tiếng, hai tiếng nó không bị đắng luôn. Ừ, cắm với lại đấy, thích là thích thế. Ăn đi chị nhá. Bạn về Tây Bắc là bạn không biết ăn những món này. Tốt nhất là bạn ở luôn dưới Hà Nội. Đau đúng không? Dạ. Ớt ngọt các bạn. Để ơi, để cơm không? Ớt ngọt lắm. Ăn cơm không? Ngọt các bạn. Ăn cơm không? Có ngon. Chú Linh mang cơm qua bên đấy đi, chú Linh mang cơm qua đấy. Gần mồ hôi. Mang cả đồ luôn. Gặp đúng bạn ăn được cay đừng bằng nhau. Nhưng mà người miền Trung ăn được cay mà. Nhớ. Anh ở Lâm Đồng. Lâm Đồng. Dạ. Anh ngồi ăn. Không cùng. Bà ơi, bà có chấm chéo chưa? Bên này có rồi. Đúng Nhi ơi, à. Nhi, Nhi ăn thịt này không? Có rồi, con lấy rồi ạ. Đánh ơi, mày thấy hai cái chuẩn ạ. Đánh cỗ mình mai uống bia tất thì anh đặt đá nhé. Đá, không chắc là có đâu. Đặt từ dưới Cẩm Phúc. Đặt dưới Hà Nội. Hay là lòng ngay. Mai bảo thằng Lịch mua mai, nó gặp vướng. Đặt dưới Hà Nội trở lên làm đúng sao mà... Hơi mà hơi anh bảo Yên Bái đất đá mà không có đá thì hơi buồn đấy. Nghe nó cái lý do anh gì? Nếu không có anh đặt cái nội chứ. Này mà. À, con mời ông đi, mời các anh đi. Hết rồi bạn nha, hết rồi. Hết nha, hãy nha. Lại hết tiếp. Hết luôn. Hãy à. Bia ngon mà. Cảm ơn anh. Chúc mừng năm mới. Mà... chúc mừng năm mới nha. Nào lại lên Sapa chơi. Trong nhà nó bí. Ba con rồi ba. Hôm nay không sinh nhật ba uống tận lực vào. Không nhưng mà đúng sinh nhật đấy là thằng con. Thằng con, à. Thằng con nó tự lập Zalo hôm qua không nó cho ngày hôm nay sinh nhật. Ảo thật. Ông ngoại là lập Zalo để quét quên đây. Anh uống hai cốc mà làm gì hết non được. Đâu có hai cốc rưỡi nè. Không. Không cốc đầu tiên là một nữa là ấy không, bạn hai anh em uống chung, giả Dũng nữa. À đúng rồi, à, đúng rồi, xin lỗi. Đấy. Đó 500 ml mà em biết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 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 Ê, cho vợ đúng lịch không? Vợ ấy chồng đúng lịch không? Cho đoán đúng lịch luôn. Là sao? Bảo Khánh không cái mai không được cái hai ngày. Kiểu gì mai nó về Lào Cai là có khi là gọi không nghe đấy hả ra. Thế đúng không? Thế bây giờ phi xe Lào Cai rồi. Ờ thì vừa lại bên đây mà. Phi rồi. Phi rồi. Bảo là chị ơi, 26 em về quê, bảo thế em không rủ em kia về quê à? Bảo là không. Đâu. Tầm như bây giờ là đi lên đấy rồi, xong em đi rồi. Tí là đón cái mai xuống đây để mai ăn rổ ở dưới này. Có hẹn lâu rồi đấy. Chứ nếu mà như mình nhá, mà yêu đương nhá. Mai rỗ bố của anh. Của anh. Em bằng mọi giá phải xuống. Sao phải đi đón? Ba vợ nhỉ? Ba nhỉ? Ba đang uống rồi. Còn ba cái bật dậy bố đang ngậm mà. Hết ra. Không anh ơi, nhưng mà cái giống mà đang yêu vào thì ga lăng lắm. Nói trời mưa trời bão bùng như nhà em ngày xưa đấy. Đi ngay. Mẹ anh phải xét đánh cái bùm 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 mà. Trên đầu người nghĩ ngu. Anh thế, Tuyên. Nghĩ ngu à. Anh thế, anh đi xe máy từ trên Lào Cai về tận. Đây trời mưa tâm mưa tã đội áo mưa. Anh chưa yêu có lãng mạn không? Có chứ. Lãng mạn chứ. Lãng mạn. Mòn hết cả mấy đôi giày ấy. Mượn mẹ mà được cái xe đạp đi nhá. Cứ đạp ra đường phát là hơi mưa. Ông ạ. Mình phải xem thời tiết nhá. Đang đạp xe đạp phát là mưa, mình né vào chỗ để trú mưa ngay. Kiểu ạ. Bên ngon quá Hải ơi. Bên này thùng bao nhiêu lon?
Bia Chita, bia con báo này là một thùng là 24 lon. Mỗi một thùng là 500 nghìn. Bia là tôi tặng bạn. Tôi vâng. Tặng bạn. Chứ không phải hỏi giá giá cả là cái gì cả. Bạn đưa vào thế giới tự động bán cho tôi. Bán đồ điện tặng bia. Đúng rồi, bán xây dựng chính sách cái tặng bia. Thằng Cường kia nghe nó bán xe đạp nó còn tặng chùm chéo đủ hiệu. Méo lên qua thì luôn. Chỉ còn ấy. Đổ cái kia vào đi anh, hết đi. Đâu, anh lấy lon mới luôn rồi. Không, cái kia đổ vào đây. Ờ. Các bia khác không, mở ra để lâu nó đắng anh ạ. Nhưng mà cái bia này em để thử không thấy đắng. Bia này là ai mà chưa uống là phải uống thử. Vâng. Còn những ai mà không biết uống bia thôi khỏi thử. Bán hơn 100.000 thùng không? Yeah. Nhưng mà 500.000 một thùng bán nẻ là cái non này nó to là... Nhưng mà cái này tới 24 lon. Mà là 500ml. Đâu có mắc đâu, rất là hợp lý luôn. 500ml mà cái độ lon lắm. Chứ còn cái này là 500.000 nghe một thùng là 24 lon đúng không? Mà thì là mắc, nhưng mà cái lon này nó lại là lớn hơn. Tôi chỉ... Lại xay nhanh hơn cái bia khác. Bia này thì có các điểm cộng nhưng chỉ có một điểm trừ nào. Xay nhanh. Dễ bị xay lắm. Thôi bốn chị em mình bên này đi, năm chị em mình đi. Hôm trà ấy. Chúc nhau ngày càng xinh đẹp nha. Ai bê là phụ nữ có bốn mà. Đây này. Kiếm được nhiều tiền. Em có nhớ hôm trong nhóm ngoại không? Vâng. Cả họ nên nhảy. À đây là quẩy à? Quẩy. Cả họ. Cả họ nên đấy. Mỗi người làm 2-3 lon là nên quẩy hết. Thế à? Tranh nhau mic của khi đánh nhau. Tranh nhau hát mà. Ba nhảy hôm đấy. Có ông chú ông không được hát gì đâu. Tranh nhau anh cú với anh cú. Mới biết đại diện. Đếm đủ 3 giấy. Ok. Thế em. Có ăn cơm không? Rồi em ăn cơm. Thôi ngồi uống ăn cơm đi. Thôi ăn cơm thôi. Đó đem về luôn nè. Ây. Ui. Nhưng mà có mỗi 3 gọi kiện rồi à? Em lấy có 3 phát thôi. Phạm Phong anh. Sao Gigi đã phùng vào tay nhỉ? Đấy. Ai nhìn quá. Ôi bắn pháo. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Sau đây thì hai vợ chồng Hải cũng xin phép kết thúc video đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Hy vọng là các bạn cố gắng kiếm tiền thật nhiều để sau này xây cho dòng họ mình một cái nhà thờ tổ như này nhá. Vâng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp nha. Bye bye. Không, bye bye gì? Hả? Tức là đáng nghĩa là pháo sẽ nổ đẹp hơn. Ừ. Nhưng mà nhà mình không đốt được cái pháo mà đẹp hơn. Thôi rồi, em đang nói là mọi người cố gắng làm sao mà chỉ được giống như anh Huấn một phần thôi để làm xây được cái nhà hờ thật lớn. Nhưng mà không có em thì anh cũng không. Hiện tại để em tuyên thông báo với các bác là em không ship được hàng online nữa rồi. Chẩm cháu thì cho các bác rất là nhiều. Bác đặt ở trên website trong hay là TikTok hay là fanpage. Các bác vui lòng ở ngay địa chỉ ở chỗ Hà Nội ấy, nhà em có một cơ sở ở đó, đường số 01. Thành phố Hồ Chí Minh bán xuyên đêm luôn, xuyên ngày xuyên đêm. Hồ Chí Minh cũng có một cơ sở, Hà Nội có một cơ sở. Cơ sở ở Hà Nội đó là số 01, ngõ 104, phố Việt Hưng, quận Long Biên. Còn cơ sở 2 ở trong Hồ Chí Minh đó là cũng là số 01, đường Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Đấy, các bác mà còn muốn lấy hàng trực tiếp thì qua đấy ủng hộ vợ chồng em Hải em Tuyên nhá. Sau đây em Tuyên kết thúc đây. Chào cả nhà.
những cái